từ mức cao nhất lên tới gần 2,5 tỷ đồng một mét vuông tại Thủ Thiêm, tới mức tăng gấp đôi, gấp 3 lần so với giá khởi điểm tại một loạt các tỉnh thành khác. Các cuộc đấu giá đất liên tục lập kỷ lục mới. Thế nhưng, hiện tượng bỏ cọc đã diễn ra tại một số địa phương. Nhu cầu thị trường hay luật đấu giá có kẽ hở? Thưa quý vị, các cuộc đấu giá đất tại các địa phương gần đây thật sự là đã gây nên các cơn địa chấn trên thị trường bất động sản. Nếu như trước đây thì các tiêu cực trong quá trình đấu giá thường được nhắc tới là sử dụng quân xanh, quân đỏ, thỏa thuận để dìm giá xuống, thì nay một điều ngược lại đang diễn ra, đó là giá chúng đấu giá thì lại cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Điểm tích cực thì việc này sẽ mang lại nguồn thu ngân sách dồi dào cho địa phương. Tuy nhiên thì cũng nảy sinh lo ngại là tạo nên các mức giá quá cao so với mặt bằng chung của thị trường. Như là thương vụ đấu giá đất tỷ đô mới đây tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau thương vụ này thì đến nay thị trường vẫn chưa hết xôn xao về tác động của nó, khi có thể ảnh hưởng đến cả giá và giao dịch của các khu vực lân cận. Ném một viên đá vào giữa lòng hồ yên tĩnh và nó sẽ tạo nên những con sóng nhỏ lan ra xung quanh. Đây là hình tượng mà nhiều chuyên gia bất động sản đã dùng để so sánh vụ đấu giá đất 2,45 tỷ đồng vừa qua tại Thủ Thiêm. Nó sẽ có tác động lan tỏa về giá đối với hầu hết các sản phẩm bất động sản khác xung quanh khu vực Thủ Thiêm, hoặc thậm chí là ra tới các khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Bằng chứng là những ngày gần đây, sàn giao dịch này nhận được yêu cầu tăng giá từ chủ đất ký gửi, giá tăng khoảng từ 15 đến 20% so với trước đấu giá. Tuy nhiên đây chỉ là giá rao dò tâm lý thị trường, chứ không có giao dịch nào được chốt. Họ tăng như vậy thôi chứ họ không có bán đâu, tại vì tăng như vậy nhưng mà mình chốt, có khách chốt đặt cọc. Thì họ lại nói là bây giờ chưa có quyết định được. Đó là những cái yếu tố để mà họ xem xét xem là tôi kêu vậy có ai mua hay không. Đó, nếu có người mua thì họ bắt đầu tăng tiếp. Đó, chứ thật ra kêu vậy thôi chứ chưa bán đâu. Những người có những cái bất động sản mà nhà ở hoặc là đất để làm văn phòng tại quận 2 này hầu như là họ đang muốn dừng lại hết vì chờ qua Tết xem sao. Không chỉ các chủ đất riêng lẻ, các chủ đầu tư dự án cũng đồng loạt tạm ngưng bán hàng thời gian tới để tính toán lại chi phí, giá bán sản phẩm mới cho các đợt ra hàng tiếp theo. Hiện giờ họ chưa có ra giá, có nghĩa là họ sẽ cân nhắc khi chính thức qua Tết mở bán, thì lúc đó phải cho thẩm định lại giá thị trường của tại thời điểm đó, chứ hiện giờ họ không dám ra tại vì sợ bị hớ. Và ai cũng vậy thôi. Tôi xin tiếp tục dùng hình ảnh khác, đó chính là quả chuông này. Theo đó thì với mức đấu giá kỷ lục được thiết lập thì phân khúc bất động sản mà doanh nghiệp này có thể bán thì phải thuộc hàng siêu siêu sang ở trên đỉnh của quả chuông và dành cho những đối tượng khách hàng thực sự là đặc biệt. Và ở Việt Nam thì sắp tới sản phẩm như thế này thì vẫn được cho là có người mua. Tuy nhiên thì việc tăng giá ở phân khúc trên đỉnh quả chuông sẽ tác động làm lan tỏa tăng giá các phân khúc bên dưới, nơi dành cho những nhà đầu tư, những người mua ở thực. Mà theo các đơn vị nghiên cứu, nếu như thị trường bên dưới neo giá bên trên và thiết lập các mặt bằng giá mới quá cao thì sẽ dẫn đến tình trạng mất cân đối cung cầu và thanh khoản kém. Ông Phan Công Chánh cho rằng thị trường sắp tới sẽ dễ rơi vào trạng thái khó thanh khoản, thậm chí nhiều giao dịch dù đã đặt cọc cũng sẽ dễ rơi vào tình trạng tranh chấp. Khó ở đây có nghĩa là không phải là dễ dàng để có thể là những cái bất động sản nó được bán đi hoặc là nó được gọi là mua bán một cách dễ dàng. Ví dụ có những cái hợp đồng mà trước đây nó chỉ đang mới dừng ở cái giai đoạn đặt cọc đó chẳng hạn, thì cái nguy cơ để xảy ra những cái tranh chấp cũng có thể là khó, và nó dẫn đến cái chuyện là cái tính thanh khoản chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng bởi vì đây là một cái giai đoạn có thể nói là quá sớm về mặt tâm lý để có thể giúp cho cái người bán người ta yên tâm mà giúp cho cái người mua người ta cảm thấy hài lòng. Theo khảo sát của trang tin bất động sản.com.vn, số lượng tìm kiếm đối với phân khúc căn hộ có mức giá trên 50 triệu đồng trở lên ở thành phố Hồ Chí Minh tương đối thấp. Nhu cầu để ở của thị trường này là hơn 60%, hiện không thể chạm được tới mức giá này. Do đó, nếu như có sự điều chỉnh về tăng giá quá cao, giao dịch cũng sẽ giảm dần, dẫn đến những rủi ro khó lường khác cho thị trường bất động sản. Vâng, một vấn đề khác của việc giá bị đẩy lên quá cao trong các cuộc đấu giá đất hiện nay tại một số địa phương, đó là nảy sinh tình trạng bỏ cọc. Khi mà người tham gia đấu giá có thể lại không thực sự là người có nhu cầu sử dụng đất, mà là các nhóm đầu cơ muốn tạo ra chợ giao dịch của riêng mình.
Đây là một trong những mảnh đất đã được đưa ra đấu giá tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong năm 2021. Sau khi đấu giá thì giá thu về đã cao hơn đến 1,8 lần so với giá khởi điểm. Tuy nhiên, số lượng bỏ cọc lại lên đến 33%, có nghĩa là có đến hơn 1/3 số người tham gia đấu giá đã bỏ cọc. Một loạt các sàn giao dịch, văn phòng môi giới đã mọc lên ngay trên khu đất vừa đấu giá. Các môi giới cho biết rất nhiều người vừa trúng đấu giá đã ngay lập tức gửi lô đất tại đây để bán, thu tiền chênh lệch từ vài chục tới hàng trăm triệu tùy từng vị trí. Họ đấu xong là họ bán chủ yếu là những người đấu đầu tiên ấy, là họ bán ngay cho cánh cò. Xong rồi cánh cò những người thứ hai ấy, thì nó lại bán cho về dân. Họ bùa cọc là thật em là lúc đấu thì vào đấu thì họ đấu bằng được ấy thôi. Thế xong lúc ra không bán được thì là họ bổ. Khi họ đấu giá thì rõ ràng họ đã không xác định được cái mục tiêu ban đầu là họ sử dụng đất. Họ đi kinh doanh để có lời. Khi họ trả vào giá cao, trong thời hạn chưa phải nộp tiền, họ kỳ vọng là sẽ lướt sóng và bán được. Nhưng thực tế không bán được thì họ sẽ bỏ cọc. Tình trạng bỏ cọc cũng diễn ra tại nhiều tỉnh thành khác như Hà Nội, Thanh Hóa. Các cuộc đấu giá đất được nhiều nơi tổ chức liên tục trong thời gian qua. Lợi thế của các sản phẩm này là đã xong hạ tầng, pháp lý được chính quyền địa phương đảm bảo, có thể nhanh chóng làm sổ đỏ. Thế nhưng thay vì đấu giá đất để xây cất nhà cửa, ổn định cuộc sống, nhiều cuộc đấu giá gần đây vô tình trở thành chợ giao dịch kiếm lời mới của nhóm đầu cơ đất. Vâng, chính từ các chợ giao dịch tự phát như trên mà mục đích đưa đất vào sử dụng của các cuộc đấu giá không thể thực hiện được. Chưa kể là giá chung đấu giá tại một số nơi liên tục lập đỉnh. Ngoài mức gây sốc gần 2,5 tỷ đồng một mét vuông tại Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, thì tại Hà Nội, một lô đất mặt đường nhỏ tại quận Cầu Giấy cũng được đấu giá lên tới gần 400 triệu đồng một mét vuông. Hoặc là giá đất ở một huyện nhỏ tại tỉnh xa Hà Nội cũng có thể đặt mức giá là 60 đến 70 triệu đồng một mét vuông. Và dưới đây là nhận định của Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Nhiều cái cuộc đấu giá, sau khi đấu giá xong, với một cái mức giá lại thiết lập một cái đỉnh cao, một cái kỷ lục về giá ở cái khu vực đó, và chỉ nhanh chóng trong một cái thời gian ngắn, và rõ ràng là như vậy thì ai hưởng lợi? Tóm lại là để tạo ra những cái cuộc chơi đạt được cái mục đích của họ, và giá ở mức nào, đạt đến đâu thì các cái nhóm này đã có những cái sự sắp đặt. Nhiều chuyên gia có kinh nghiệm cho rằng là nguyên nhân giá đất bị đẩy lên cao từ các cuộc đấu giá cùng với tình trạng bỏ cọc là do một số kẽ hở trong quy định của luật đấu giá đất hiện nay. Điều này thì đã tồn tại nhiều năm nay và càng lộ rõ khi mà các cuộc đấu giá đất trở nên nóng hơn bao giờ hết. Bản thân anh Tuấn, một nhà đầu tư, đã tham gia rất nhiều cuộc đấu giá đất. Anh thẳng thắn chia sẻ, hầu hết các nhà đầu tư đều vay ngân hàng để đi đấu giá. Kích cầu của ngân hàng cũng tạo điều kiện cho những người đấu giá như chúng tôi. Chúng tôi đấu giá, chúng tôi có thể thế chấp để có thể vay dự án được 70-80%. Như vậy một lô đất là 5 tỷ thôi, chỉ cần bỏ ra 800 triệu thôi đã có thể đi kinh doanh được rồi. Đấy chính là cái tạo ra cái cơn sốt đất và dẫn đến cái phong trào là người người đi buôn và nhà nhà đi buôn đất. Quy định về năng lực của người tham gia đấu giá hiện nay cũng chưa chặt chẽ. Việc mà anh vi phạm trong cái việc anh đi đấu giá đất ấy, thì lại chưa hề có cái gì ghi chép lại cái việc đấy. Thế do vậy là họ có vi phạm hay không vi phạm nó chả ảnh hưởng gì đến cái sau này của họ cả. Thì bây giờ chúng ta cũng phải nên có những cái thay đổi. Những cái người mà đã vi phạm ấy thì phải được niêm yết công khai ở trong một cái trang nào đó. Theo cái thông lệ quốc tế, người ta cũng sẽ gần như người ta đánh dấu sổ đen của những người mà đi đấu giá mà không thực hiện hết cái nghĩa vụ của mình. Theo quy định, người tham gia đấu giá sẽ phải đặt cọc từ 5 đến 20% giá khởi điểm. Trước sự nhiễu loạn từ một số cuộc đấu giá, một số địa phương đã nâng lên mức tối đa là 20%. Nhưng các chuyên gia cho rằng mức cọc này vẫn còn thấp. Nộp tiền ứng trước thì hiện nay quy định của pháp luật thì đang nộp tiền tối đa khoảng 20% so với giá khởi điểm. Tuy nhiên thì cái giá khởi điểm thì nhà nước thì thông thường xác định là cái giá tại hiện tại. Họ định giá, họ lấy cái số liệu khoảng 2 năm trở về trước. Thường cái giá khởi điểm là thấp hơn so với kỳ vọng trong tương lai. Và do vậy thì 20% của giá đó thì có cao hay thấp ấy, thì cũng phải xem xét. Thực ra cái số lượng này cũng không phải là cái giá trị lớn so với tổng giá trị của lô đất. Thế do vậy thì cũng đề xuất là nên tăng mức cái tiền đặt trước, có thể lên đến 50%.
Một số ý kiến cũng cho rằng là tần suất các cuộc đấu giá đất tại một số địa phương là hơi dày, dẫn tới hiện tượng là nhiều nhà đầu tư chỉ chuyên làm công việc đi săn đấu giá đất. Nếu thấy khu này bán lời hơn khu khác thì họ sẵn sàng bỏ cọc để chọn một khu mới. Và nếu như mà giá đất cứ liên tục lập kỷ lục, kéo theo mặt bằng chung của thị trường tăng thì sẽ không chỉ gây khó khăn cho những người mà có nhu cầu mua nhà để ở, mà các địa phương có thể cũng sẽ đau đầu khi mà có các dự án cần phải giải phóng mặt bằng.